Vôn, mẹ dặn này, lát nữa mà có gặp bà ấy thì nhớ ôm và chào bà nhớ chưa? Vâng ạ. Đồ bất nhân. Ai quá thế hả mẹ? Vôn ra ngoài chơi, đợi mẹ một lát nhé. Vâng ạ. Cô ta có sao đâu, tự nhiên làm bà mất cả lên. Nó là con dâu của mẹ. Không, là con gái ruột thì đúng hơn. Con đẩy nó đến đường cùng như vậy thì chẳng khác nào con cầm dao con đâm vào tim của mẹ đi. An Nhiên mới là con dâu của mẹ kia. An Nhiên mới là người sinh cháu nội cho mẹ đấy ạ. Con tin là có thời gian mẹ sẽ yêu quý cô ấy. An Nhiên là hy sinh cho con rất là nhiều. Mẹ cũng đừng làm quá lên, đừng hắt hủi cô ấy nữa. Tôi nói cho anh biết, tôi đi hỏi cưới ai thì người đó mới là con dâu của tôi. Còn chuyện sau này anh thương ai, anh lấy ai, đó là chuyện của anh, không liên quan đến cuộc đời của tôi, hiểu chưa? Con buồn chuyện của mẹ không? Em thì không quan trọng, em chỉ thương Gôn thôi. Em không muốn thằng bé nó chứng kiến cái cảnh bà nội tát bố nó, mắng mẹ nó và dùng những lời lẽ không hay. Nói về sự vất vả, mẹ vất vả hơn ai hết để anh có ngày hôm nay. Nhưng mà kế hoạch của mình thì anh lại không nói cho mẹ biết. Anh không cản được việc mà mẹ đối xử tốt với cô ta thật lòng. Vậy nên là... Chính em lại đang sợ anh là người sẽ thật lòng đấy. Dù là em nói đùa hay nói thật, anh đều không thích điều này. Anh và em biết rất rõ mục tiêu của mình cơ mà. Đúng. Và em cũng không thích em như thế này. Nhưng để em có được tự tin thì anh phải là người toàn tâm toàn ý trao cho em điều đó. Biết mà. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Mày cứ coi đứa con này là một món quà mà ông trời ban cho mày. Trời,
bây giờ tao mới thấy ông trời mới thật sự là sáng suốt nhất. Tao cũng mong chờ điều này lâu lắm rồi. Không lo gì hết á. Tao, tao sẽ làm mẹ đỡ đầu cho nó. Còn bố đỡ đầu hả? Có thằng Nam lo, mày lo cái gì? Việc ăn việc chơi cứ để tao lo. Còn hả chăm sóc hả bỉm tả cứ để thằng Nam lo, chả phải sợ gì hết. Mà này, từ lúc có bầu tao cứ lấn cấn một chuyện. Lấn cấn cái gì nữa? Là bà bác sĩ làm IVF cho tao ấy. Sao? Tao đã định bỏ qua rồi, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến là lại thấy tức. Cứ nghĩ đến những người cũng mong mỏi có con như mình, xong rồi bị chơi xấu, làm cho hỏng phôi. Tao thấy thất đức lắm. Tao nghĩ mình không thể im lặng được, vì im lặng sẽ đồng loại với cả cái xấu. Mày có thấy thế không? Đúng rồi, mày nói đúng. Có nghĩa là bây giờ mày muốn tới đó để làm lớn chuyện đúng không? Được, bây giờ chỉ cần mày muốn đi thôi, tao đi với mày. Chả sợ bố con thằng nào hết. Bây giờ muốn đánh chứ gì, có tao đánh. Muốn chửi có tao luôn. Đi, đi liền, chả nói năng gì hết, đi. Anh cứ làm theo kế hoạch của tôi đi. Mà này, tôi nghe nói là anh đang có ý định bán Lan Hà. Tin tức của anh nhạy thật á. Tôi còn đang cân nhắc. Tôi thấy công ty vẫn vận hành tốt cơ mà. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Đây là nhà một người bạn tốt của cô và chú Vũ, nên chị cứ yên tâm nhé. Vâng ạ. Con ơi, con hận thù là con khổ sở đó con ạ. Mẹ có thể quên, nhưng con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Giữa người và người á, có những chuyện á không thể dùng lý lẽ để giải quyết được. Chuyện của anh với Nghĩa có lẽ là trường hợp như vậy. Từ lúc có bầu tao cứ lấn cấn một chuyện. Lấn cấn cái gì nữa? Là bà bác sĩ làm IVF cho tao ấy. Sao? Tao đã định bỏ qua rồi, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến là lại thấy tức. Cứ nghĩ đến những người cũng mong mỏi có con như mình, xong rồi bị chơi xấu, làm cho hỏng phôi. Tao thấy thất đức lắm. Tao nghĩ mình không thể im lặng được, vì im lặng sẽ đồng loại với cả cái xấu. Mày có thấy thế không? Đúng rồi, mày nói đúng. Có nghĩa là bây giờ mày muốn tới đó để làm lớn chuyện đúng không? Được, bây giờ chỉ cần mày muốn đi thôi, tao đi với mày. Với những bằng chứng và nhân chứng phía cơ quan điều tra đang có, thì dù là tôi hay bất cứ đồng nghiệp nào đi chăng nữa cũng không đủ năng lực để giúp bố chị tráng án đâu. Cho nên đó là điều mà chị và bác cần phải xác định trước.